Trở lại với phần 2 của Bố Già, nhưng mà không phải Trấn Thành, mà là series phim về mafia đã truyền cảm hứng cho bao thế hệ trẻ trở thành boy phố, The Godfather. Nhưng trước đó thì video này được mang đến cho bạn bởi Content Nhật Minh và Tô Quản Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ, hoặc khi bạn cần một cái gì đó background để làm việc, được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment phía bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Bố già Vito đã chết, nhưng quá khứ của ông vẫn là một ẩn số. Và để làm rõ được điều đó, đạo diễn đã cho mở đầu phần 2 bằng một phân cảnh khi bố già Vito vẫn chỉ còn là một đứa bé. Ai cũng biết mafia rất ghê, mafia trong phim còn ghê hơn, chỉ trừ ông bố của Vito. Mặc dù là một người bình thường, nhưng lại có sự dũng cảm của main anime. Và cái kết cho sự dũng cảm đó chính là cái đám tang ở đầu phim. Sau cái chết của người bố, đứa con cả là Paul đã quyết định trả thù. Nhưng vì không phải nhân vật chính, nên chỉ vài giây sau là đã có ngay một vé đoàn tụ với bố. Trong nhà giờ chỉ còn người mẹ và đứa con út Vito. Và để đứa con cuối cùng của mình còn được thở, bà mẹ đã tìm đến Don Chico, cũng là ông trùm mafia đã giết chồng con bà, để cầu xin ông ta tha mạng. Tôi thề là tôi sẽ không để nó làm hại đến ông. Và thế là Vito mồ côi. Còn mấy ông này mang tiếng là mafia nhưng không hiểu sao lại để sống được một đứa bé 9 tuổi. Chắc do nó là bố của nhân vật chính. Nhờ vào sự giúp đỡ của một nhân vật phụ khác, Vito đã thành công vượt biên tới New York và bắt đầu cuộc sống tại đây với cái tên mới là Vito Corleone. Thời gian lúc này chuyển đến năm 1917, khi bố già Vito đã trưởng thành, có vợ con đầy huề. Nhưng vẫn nghèo, Vito đến làm việc tại một cửa hàng của một người quen. Tuy nhiên lại bị sa thải vì slot của ông sắp sửa bị chiếm bởi một thằng con ông cháu cha. Mặc dù bị mất việc một cách rất vô lý nhưng Vito vẫn rất là chill. Ông trở về nhà với một quả lê và khuôn mặt bình thản, cùng vợ và con trai ăn uống vui vẻ, cho đến khi anh hàng xóm nhà bên nhờ giấu một cái túi gì đấy trông rất là mờ ám. Vì tò mò nên Vito đã mở ra xem và bất ngờ chưa, đây chính là sức mạnh tối thượng của người Mỹ. Hôm sau Vito lại đi gặp lại anh bạn đó. Lần này anh ta bảo rằng sẽ dẫn Vito đến nhà một người quen để lấy tấm thảm của họ rồi mang về tặng vợ Vito. Nói là người quen nhưng mà làm gì có người quen nào lại phải bật tun để mở khóa nhà như thế này. Tóm lại là giờ bọn họ đang đi ăn cắp. Vito và ông anh hàng xóm cùng vào lấy tấm thảm. Nhưng đang chuẩn bị lấy thì có một người đến gõ cửa. Ông anh hàng xóm thấy thế thì cầm súng chờ sẵn bên cửa. Nhưng rất may, may cho người kia là anh ta đã chọn rời đi sau khi nghĩ rằng nhà không có ai. Còn may cho Vito và ông bạn vì họ đã nhảy thành công tấm thảm và mang về nhà sử dụng. Vợ Vito thấy chồng mang quà về rất vui, dù cũng không biết nguồn gốc xuất xứ của nó đến từ đâu. Ngồi quây quần bên tấm thảm trông vui vẻ hơn bao giờ hết. Quay trở lại với thời điểm hiện tại, khi Michael đã thừa kế vị trí bố già của gia đình, công việc làm ăn từ khi chuyển tới Neva khá thuận lợi, thậm chí là đã được cấp phép gần hết các khách sạn. Bây giờ chỉ cần lo một số sòng bài khác nữa thôi. Gia đình Corleone vốn nổi tiếng, nay còn bước thêm một bậc thang lên đỉnh cao xã hội. Giờ ra đường giới thiệu mình là người nhà Corleone thì có mà oai hơn cả fan MU mặc áo đội nhà. Nhưng mà nổi tiếng là vậy thì cũng đồng nghĩa với việc gặp được ông trùm của gia tộc Corleone là rất khó. Và thời đó thì chưa có video call nên là họ không thể họp online được, cứ trực chờ những bữa tiệc vui vui mà xin gặp bố già Michael để bàn mấy công chuyện không được vui cho lắm. Đặc biệt là ông béo này, do đợi quá lâu nên ông bắn luôn tiếng Ý cũng trong khoảng thời gian đó. Về phía Michael, hiện tại anh đang có một cuộc trò chuyện siêu cấp thân mật với thượng nghị sĩ về vấn đề giấy phép kinh doanh cho sòng bài. Mục tiêu của Michael là hợp pháp hóa chuyện kinh doanh của gia đình Corleone, mà tài xỉu thì chắc chắn là không hợp pháp, nên để biến tài xỉu thành casino thì giấy phép kinh doanh là điều cần thiết. Thông thường giấy phép cho sòng bài chỉ khoảng 20.000 đô, nhưng ông nghị sĩ này nhất quyết muốn come out mình là người xấu tính nên đã thét giá trên trời, bắt Michael phải nộp 250.000 đô, lại còn đòi mỗi tháng phải nộp thêm 5% doanh thu từ 4 khách sạn khác của nhà Corleone. Bro, đến học sinh cấp 1 nghe cũng biết là kèo này không cân. Và Michael thì không ngu nên đã quyết định từ chối, chí còn tha mạng cho ông thượng nghị sĩ, dù trước đó ông ta đã sỉ nhục cả nhà Corleone. Sau nghị sĩ thì đến lượt ông hói này đến gặp Michael để báo cáo tình hình của sòng bài ở Miami. Tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc và Michael từ đây có thể tận hưởng bữa tiệc thì một con báo đã đến mang tên Connie. Mực trên giấy ly hôn còn chưa khô nhưng Connie đã đòi lấy chồng mới. Michael nghe xong cũng thấy nhức nhức cái đầu. Anh nhắc cho Connie nhớ rằng cô đã làm mẹ, nhưng mấy đứa con thì vẫn sống như thể mình là Naruto, tức là chuyên phá làng phá xóm và mồ côi. Michael mong Connie sẽ có trách nhiệm hơn và thay vì lấy chồng mới thì hãy quay về nhà mà sống cho yên ổn. Giải quyết xong vụ này thì cũng là lúc Michael quay trở lại bữa tiệc, nhưng các thành viên trong nhà Corleone thì vẫn chưa hết báo. Giờ thì đến lượt bà chị dâu, cũng là vợ của Fredo. Thấy vợ mình nhảy với thằng khác nhưng ông anh cả ngày chỉ biết đứng nhìn, Michael lại phải ra tay cho người lôi bà chị dâu vào nhà, còn mình thì tiếp tục đi nghe phàn nàn. Ông béo này tên là Frankie, sau khi chờ đợi cả buổi thì cuối cùng cũng được gặp Michael. Không lòng vòng, ông ta vào luôn chủ đề chính. Frankie muốn xúc cả lò anh em Rosato lên, nhưng Michael không đồng ý vì anh sẽ có một vụ làm ăn quan trọng với Hyman Roth, người đứng sau chúng. Không đạt được thỏa thuận, Frankie rời đi, còn Michael trở về phòng sau một ngày mệt mỏi. Nhưng có lẽ đạo diễn thấy như vậy là chưa đủ nên một cuộc xả súng mini đã diễn ra ngay tại phòng ngủ của ông trùm nhà Corleone. Không có thương vong về người và của, nhưng thương vong về lòng tin là có. Michael nghi ngờ có kẻ phản bội trong nhà, và hai cái tên đầu danh sách tình nghi chính là Hyman Roth và Frankie. Một trong hai người này là kẻ phản bội, hoặc có thể là cả hai đã hợp tác.
Michael quyết định đến gặp từng người một. Người đầu tiên là Hyman Roth, ông này từng là đối tác của bố già Vito. Roth có tài năng trong việc kiếm tiền nên rất được trọng dụng, nhưng bố già Vito chưa bao giờ thực sự tin tưởng hắn. Michael tới Miami, nơi Roth đang ở, và bàn với ông ta về thương vụ tiếp theo. Tuy nhiên không quên đá một chút sau vụ xả súng vừa rồi, để xem phản ứng của ông ta. Michael tỏ ra rằng mình cực kỳ tin tưởng Hyman Roth, rồi chỉ điểm Frankie là kẻ phản bội. Và khi nói về việc thanh trừng Frankie, phản ứng của Roth đã giúp Michael xác nhận được Roth và Frankie không hề bắt tay với nhau. Giờ chỉ còn kiểm tra nốt Frankie, nếu ông ta không phải kẻ phản bội thì Hyman Roth tới số. Và đúng thật, Michael tới nhà Frankie mà không hề báo trước. Anh cố tình tỏ ra tức giận về vụ xả súng, khiến Frankie hoang mang và không hiểu sao mình lại bị chửi. Frankie là một trong những người thuộc thế hệ cũ của nhà Corleone. Ngoài lòng trung thành vô bờ bến ra thì cái gì cũng không có, nên thái độ quyết trả thù bằng được cho Michael của Frankie đã giúp Michael nhận ra kẻ phản bội chính là Roth. Biết thì biết rồi đấy, nhưng mà phải làm gì để ngăn chặn Roth? Và vấn đề quan trọng hơn nữa là ai ở dinh thự Corleone vào tối hôm đó đã phản bội gia đình? Trong lúc Michael vẫn còn bận suy nghĩ thì kế hoạch tiếp theo của Roth đã được thực hiện. Ông ta sai anh em Rosato đến ám sát Frankie, nhưng không phải kiểu ám sát bình thường mà là sử dụng dây, hình thức trừng phạt vốn dành cho kẻ phản bội. Kèm theo đó là lời nhắn Michael Corleone gửi lời chào. Mặc dù sau đó thoát chết vì bất ngờ có một thanh tra xuất hiện, nhưng từng đó là đủ để khiến Frankie hiểu nhầm rằng Michael coi ông ta là kẻ phản bội và sai anh em Rosato ám sát. Nước đi này của Roth, ông trùm Corleone không ngờ tới. Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may. Cùng thời điểm Frankie bị ám sát thì ông thượng nghị sĩ xấu tính đầu phim bất ngờ dính phải một vụ ngộ sát. Nạn nhân là một cô gái mại dâm, không hiểu sao đang chỉ thì chết. Tom có mặt ở hiện trường để giải quyết đống hỗn độn này cho thượng nghị sĩ, nhưng lại đặt dưới cơ sở tình bạn giữa ông và gia đình Corleone. Thế là vấn đề giấy phép kinh doanh của sòng bài được giải quyết. Lúc này đang ở Cuba, trên đường tới nơi họp mặt với các nhà đầu tư, Michael đã bắt gặp cảnh một người cộng sản đánh bom liều chết. Điều này cho thấy rằng tình hình chính trị ở Cuba rất bất ổn, và nó hoàn toàn không phù hợp để làm ăn lâu dài. Michael đã cố tình nhắc đến điều đó trong bữa tiệc sinh nhật của Hyman Roth. Như bị chạm vào điểm G, Roth dãy nảy lên, gọi Michael ra nói chuyện riêng và cảnh báo anh ta rằng mình vẫn chưa nhận được số tiền làm ăn chung. Ngày hôm sau, Fredo đến Cuba và mang theo số tiền 2 triệu đô cho thương vụ làm ăn với Roth. Tất nhiên là sau khi biết Roth là kẻ phản bội thì Michael không hề có ý định giao số tiền này ra. Nhưng Roth có tai mắt ở khắp Cuba nên chỉ cần tiền đến nơi là Michael hết tác dụng. Đến lúc này thì Michael đã quyết định chơi bài ngửa, hỏi luôn Roth vì sao lại giết Frankie. Sau một hồi trả lời vòng vo mà tôi đọc cũng không hiểu lắm, thì Roth đã nói rằng sẽ cho Michael cơ hội chuyển khoản để tiếp tục làm ăn với ông ta. Chuyển cảnh, bữa tiệc mừng năm mới của những kẻ độc tài ở Cuba đã diễn ra. Khách mời tất nhiên là có Michael. Tuy nhiên mục đích chính của anh không phải là dự tiệc mà là theo dõi phản ứng của Fredo. Và trong một khoảnh khắc để mồm đi chơi hơi xa, Fredo đã vô tình khoe ra mối quan hệ của mình với Hyman Roth. Và thế là kẻ phản bội ở dinh thự tối hôm đó chính là Fredo. Ý là mình đã ngu thì đừng có phản bội đâu. Chắc chắn được kẻ phản bội là ai. Michael ra hiệu bằng mặt cho cái ông này để ông ta ám sát Hyman Roth, người đang ngủ rất ngon trong phòng bệnh. Nhân lúc y tá đang đi đón giao thừa, kẻ ám sát bước vào phòng Roth, dùng gối đè ngạt ông ta. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì cảnh sát đã đến và tặng cho ông ta vài phát đạn. Hyman Roth thoát chết. Nhưng chế độ độc tài ở Cuba thì không. Những người cộng sản đảo chính và thành công cướp chính quyền, bữa tiệc chúc mừng năm mới bỗng dưng trở thành mồ chôn cho chế độ cũ. Mọi người thi nhau vượt biên, Michael cũng vậy. Nhưng trước khi đi, anh vẫn muốn đưa Fredo theo cùng, vì dù có yếu đuối, vô dụng, thiểu năng phản bội thì Fredo vẫn là anh trai của Michael. Nhưng Fredo sau khi bị bóc trần thân phận phản bội, thấy em dài là đái ra quần, nên anh quyết định bỏ chạy vào đám đông. Michael đành phải trở về Mỹ một mình. Và New York đã chào mừng sự trở lại của ông trùm Corleone bằng tin kết vợ của Michael bị sẩy thai. Michael có suy không? Suy chứ. Nhưng làm thế nào để giải quyết? Phải đợi xem hết quá khứ của bố già Vito cái đã. Phi vụ đầu tiên thành công đã đánh dấu bước chuyển mình trong cuộc đời của bố già Vito. Đó là trở thành scammer chuyên nghiệp. Cùng đồng hành trên con đường ấy có hai người đồng nghiệp mà sau này sẽ là hai trưởng lão nhà Corleone. Do có năng khiếu với nghề mà công việc của cả ba khá thuận lợi, tuy vậy điều này đã thu hút sự chú ý của một tên tự xưng là bảo kê trong vùng. Hắn yêu cầu Vito và đồng bọn phải giao nộp tiền cho mình, nếu không sẽ không để yên ổn mà làm ăn. Ý là ông này sẽ báo cảnh sát. Vấn đề này thực sự khá phức tạp, vì nói thẳng ra thì Vito và đồng bọn hiện giờ chỉ là mấy thằng ăn cắp vặt, chả có quyền lực gì cả, nên cách duy nhất là trả tiền cho ông béo kia. Nhưng Vito không thích giải quyết vấn đề như vậy. Thế phải làm nào? Giải quyết người gây ra vấn đề chứ còn gì nữa. Từ sau đó Vito ăn nên làm ra, khấm khá hơn rất nhiều, thậm chí còn mở hẳn một cửa hàng bán dầu ô liu. Ông cũng được rất nhiều người dân kính trọng vì đã giúp đỡ họ. Cuộc đời của bố già Vito dần lên hương, nhưng mấy đứa con của ông bây giờ thì lại không được như vậy. Michael cùng cả gia đình Corleone bị khởi tố. Phía công tố ban đầu không có gì để buộc tội, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Frankie xuất hiện và trở thành nhân chứng chống lại nhà Corleone. Vốn là một trưởng lão, lại còn từng nhiều lần vào sinh ra tử với bố già Vito. Lời khai của Frankie chẳng khác nào đòn chí tử giáng thẳng vào gia đình Corleone. Nhưng ông ta đã không làm thế. Không hiểu vì sao Frankie quyết định quay xe vào phút cuối, quay sang cắn ngược FBI. Vấn đề sống còn của Corleone may mắn được giải quyết. Nhưng đừng vội mừng, vì sự hắc hóa của Michael đã khiến người bạn đời của anh ta sợ hãi. Kate không còn tin tưởng vào Michael nữa.
và muốn rời đi cùng với các con của mình. Tất nhiên là Michael không đồng ý. Hơi thở của gia trưởng thức thứ nhất, cú tát của đề cao. Cú tát này mạnh đến nỗi dòng thời gian lại một lần nữa quay về thời bố già Vito còn trẻ. Từ một cửa hàng bán dầu ô liu nhỏ, giờ Vito đã trở thành chùm buôn xỉ lẻ dầu trên khắp thế giới. Đối tác làm ăn lần này của ông là Don Chico. Đó chính là ông chủ mafia đã giết chết cả nhà Vito. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Vito đã đến và giờ Chico tới số. Bố mày là ai? Gặp thì biết. Ông trùm vừa bị giết ngay trước mặt, nhưng lại chỉ có vài ông lính lác đi ra chơi bắn bi. An ninh của cái nhà này vẫn dở như thuở ban đầu. Mẹ của Michael đã chết, và giờ thì không còn cái gì có thể ngăn cản anh ta được nữa. Michael mở luôn một cuộc tổng thanh trừng. Người đầu tiên lên đĩa là Frankie. Tom đến gặp ông ta tại một căn cứ quân sự, rồi khuyên Frankie tốt nhất là nên tự sát nếu cảm thấy tội lỗi. Và ông ta làm thật. Cái xác của Frankie được phát hiện trong nhà tắm với cổ tay đầy máu. Người tiếp theo là Kate. Nhưng hành động đóng cửa của Michael chính xác là cái tờ giấy ly hôn dành cho Kate. Về phần Roth, một sát thủ đã được cử đến để tiễn ông già này về rời ngay giữa thanh thiên bạch nhật, mặc dù sau đó thanh niên này cũng bị giết luôn. Cuối cùng là Fredo, cũng là anh trai của Michael. Sau cuộc nói chuyện lần trước, Michael nhận ra rằng chỉ cần Fredo còn sống thì việc anh ta phản bội lần hai chắc chắn sẽ xảy ra. Vì Fredo vốn ganh tị với Michael, là anh nhưng lại phải nghe theo em sai bảo. Với một tâm lý như vậy, Fredo không thể nào trở thành đồng minh vững chắc. Và cái kết cho kẻ phản bội cũng chính là bị phản bội. Fredo cũng bị giết bởi người nhà Corleone. Bộ phim kết thúc với phân cảnh bữa tiệc sinh nhật của bố già Vito. Gia đình từng đầy đủ người, bây giờ chỉ còn mỗi Michael cô đơn trên ghế bành. Cái ghế ông trùm chỉ có một, nên người ngồi trên đó cũng không thể chia sẻ với ai vị trí của mình. Bộ phim đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.